Rồi dạ mến chào tên là TK, mến chào cô chú ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Dạ hôm nay em có về một lô mì quế thành phẩm, mì quế sống khỏe nha chú, dăm mũ sống khỏe ha, cây sống khỏe rồi em giao lưu lại ha. Cây này em cũng như thu hồi vốn rồi cô chú ơi. Đó, cây này rất là lớn, cây ở ngoài sát rất là cao. Rồi em đo chiều cao. Chiều cao khoảng 1m7. Tán ngang lớn nhất là 1m1 nha cô chú. Đó. Một cốt tay chân nó lắc lượng nha cô chú. Tay cành khá là già nha. Cổ nha cô chú. Đó. Rồi em đổi cái thoát thăng. Thoát thăng là 35. Cây nó già găng guốc rồi, nhìn cái độ cây là cô chú biết ha. Sống khỏe ha. Đó, bây giờ em giao lưu lại thu hồi vốn cho cô chú luôn. Rồi cái này nó bị lũa màu quá, đá rồi cô chú, không sao chứ nha. Đây, đây nó có lỗi điểm này ha. Nhưng mà không sao hết ha, sống trần ha, được lá hết. Rồi mã số 1 này em giao lưu với giá là 5.500.000 ha cô chú. Em bao ship 300 cây số ha. Đó, cây này khá nặng nha. Rồi em đổi cây. Rồi tiếp tục là mã số 2. Số 2 cũng là cây miệt quế sống khỏe ha cô chú. Đó, đâm tược mạnh hết heo cô chú. Đó, cây tàn đa ha, nhìn cũng rất là duyên cây heo cô chú. Bệ đế khá đẹp bệ đế. Chiều cao 1m5 heo cô chú. Tán ngang lớn nhất của nó là 1m4. Cây này về dâm ủ là mình trồng luôn cô chú. Đây, bữa đế là anh mới phim quay bữa đế giùm em nhé ha. Để đều gan hết, bốn mặt hết ha. Đó. Cây này mà bán giá mềm cho cô chú về trồng lấy bông hoa thơm luôn. Rồi hoành thăng vị trí này là nó 67 cô chú, 67 ha. Đó, để đặt ha, cây rất là già cây nghe cô chú. Cái này nó có điểm này thì nó không sao ha, quá đá chưa không sao hết. Rồi mã số 2 này em vô lưu giá là 5 triệu ha, 5 triệu cô chú. Rồi tiếp tục là mã số 3. Đây, cây này rất là đẹp nghe cô chú. Cây là chững lá sắn bông chùm luôn nghe cô chú. Lá nè. Tay cành khá là già ha, cổ nghe cô chú. Rồi. Chiều cao 1m3. Tán ngang lớn nhất của nó là 1m nghe cô chú. Đây, cái đường thăng của cây nè, rất là già cây nghe cô chú. Khía dặn nghe chứ chưa nghe. Cây này già lắm rồi cô chú. Bệ đế khá đẹp nè. Rồi em đo cái hoành thăng của chú tham khảo luôn ha. Thăng vị trí này ha, 64. Cái thốt thăng, thốt thăng nó 30. Đế rất là đẹp, bệ rất đẹp nha cô chú. Rồi mã số 3 này em giao lưu với giá là 5.500.000 ha, 5.500.000. Em bao ship 300 cây số nha cô chú. Cây này khá nặng nha cô chú. Rồi. Tiếp tục là mã số 4 là cây tàn đa nha cô chú. Cây sống khỏe, dâm mũ sống khỏe nha cô chú. Rồi. Chiều cao 1m2. Tán ngang lớn nhất của nó là 1m4 nha cô chú. Cây này cây cổ luôn cô chú. Già găng guốc hết nè. Rồi. Bệ đế nè cô chú. Bệ đế khá đẹp ha. Đặc thù bệ đế luôn. Này có điểm này cô chú, nó bị chủ nhà xưa chặt á mà nó không sao hết á. Quá đá ha. Nó cây nó không sao hết. Rồi. Hoành thăng là 76 ha cô chú. Đó. Bệ đế khá đẹp ha. Rồi mã số 4 này em giao lưu với giá là 5 triệu ha. 5 triệu. 5 triệu em bao ship 300 cây số ha. Cây sống khỏe nha cô chú. Yên chí ha. À. Rồi tiếp tục là mã số 5. Số 5 cây này rất là đẹp nha cô chú. Dính rồi. À, tay cạnh có cái cành phóng đẹp nha cô chú. Đây. Cái này lá nó ra tược ha. Còn đây là nó một cốt ha, lá đâm tược mạnh nên em muốn cắt luôn để luôn ha. Về cô chú muốn cây cành tử thì mình bẻ luôn ha.
đó. Đây. Rồi em đo cái chiều cao của nó ha. Chiều cao 1,5 m, tá ngang lớn nhất 5,2 m cô chú. Cái thoát thân của nó là 50 đó, đây là một cốt luôn nghe chú, không có ở đây không có gì nghe. Đây mã số 5. Rồi em đo cái hoành thân luôn. Hoành thân cái gì dưới này mà 59 theo chú. Đây. Cây này già gân guốc lắm rồi chú. Đó. Bể nè, bể cực kỳ luôn nha. Rồi mã số 5 này em giao lưu với giá là 6 triệu nha. Em bao ship cho cô chú 300 cây số. Đi xa mình thương lượng nha, vẫn vẫn bao ship toàn quốc nhưng mà đi xa thương lượng với em nha. Tại cây này nó khá lớn nha cô chú, tiền ship nó hơi nặng nha. Rồi tiếp tục là mã số 6. Chiều cao 1,4 m. Tán ngang 1,1 m. Rồi em sang dòng của chú tham khảo luôn nha. Cái độ già của cây ha. Đó, già cây hết cô chú. Rồi. Đó, cái này có cái dáng gió lùa ha. Cây nhìn già, cô chú nhìn rất là già cây. Rồi em đo cái hoành vị trí này đi, 62 heo chú. Đó. Cây già nhìn là biết già gân guốc thôi chú. Đây, cái thóc thân thân từ tay cạnh số 1 là 39. À, bể nè cô chú. Rồi mã số 6 này em giao lưu với giá là 4,5 triệu ha. Rồi em hết việc quế, em còn lô bông giấy hay cô chú. Rồi tiếp tục là mã số 7. Mã số 7 ha. Là phôi bông giấy heo chú, bông giấy Mỹ ha. Cây này trồng đất heo chú. Đó. Lô này em mới về lô mới ha, lô trước em giao lưu hết nha cô chú. Chiều cao 59. Cũ. Có cành phóng khá đẹp ha. Rồi em đo cái hoành cũ cho cô chú tham khảo ha. Đây, hoành cũ 56. Rồi đo hoành heo nhỏ nhất cho cô chú luôn. Đây, dễ nhìn, dễ biết ha. Đó. 45 ha, hoành neo nhỏ nhất là 45. Mã số 7 này em giao lưu với giá là 1,6 triệu ha cô chú. 1,6 triệu. Rồi. Tiếp tục mã số 8. Cũng là phôi giấy Mỹ ha cô chú. Cây này nhìn như thú thú ngồi ha cô chú. Rồi. Chiều cao 55. Đây, hoành cũ là 55 ha cô chú. Rồi hoành eo nhỏ nhất luôn. Nhỏ nhất là 44. Rồi. Hoành eo nhỏ nhất là 44 thôi chú. Rồi mã số 8 1,9 triệu luôn thôi chú. 1,9 triệu. Rồi. Tiếp tục là mã số 9. Cây này khá là duyên cây ha cô chú. Đó. Cành phóng nè. Mua luôn này rẻ hơn, anh bán rẻ hơn ha. Dạ. Chiều cao 60. Em đo hai cái vị trí cho cô chú tham khảo cho dễ ha. Đây là 52, cái cổ nhỏ nhất. Cái cổ nhỏ nhất trên đây là nó 50 cô chú. Rồi. Mã số 9 này giao lưu với hai giá 2,6 triệu cô chú. Cô chú nào chốt nguyên lô em giá đồng giá cô chú luôn ha. Rồi, mã số 9 2,6 triệu. Tiếp tục là mã số 10 ha cô chú. Số 10 lùng lực ha cô chú. Cũ ha cô chú. Quá trời cũ. Rồi. Rồi em đo cái hoành cũ của cô chú tham khảo ha. 64. Rồi. Rồi hoành eo nè, hoành eo nhỏ nhất của nó là 53 ha. Rồi, mã số 10 này em giao lưu với giá là 2,5 triệu ha. Em bao ship toàn quốc ha. Cũng rất lớn nha, lùng lực bệ này. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục là mã số 11 ha cô chú. Cây này rất là duyên heo chú. Mã số 11.
có giọng chữ C ha, khá là duyên cây. Chiều cao là 1m ha. Rồi cái cổ nhỏ nhất ở đây đấy ha, nhỏ nhất là 40, nhỏ nhất, eo nhỏ nhất cũ 53 đó. Rồi mã 11 đem giao lưu giá là 2.600.000 heo chú, 2.600.000 giấy Mỹ heo chú, phôi giấy Mỹ. Tiếp tục là mã số 12, 12 là cây tàn đa đó. Về cô chú muốn nghiên cứu cắt cắt giùm em ha, cắt phơm tàn đa về cô chú về xử lý giùm em ha. Mã 12 chiều cao 67, cái eo nhỏ nhất ở trên đây 42 đó, thêm cũ nè, cũ 57 đó. Rồi mã 12 anh em giao lưu với giá là 2.400.000, 2.400.000. Rồi tiếp tục là mã 13, cũng là phôi giấy Mỹ nha cô chú. Cái này nó nhìn dắt ở ngoài rất duyên nha cô chú. Chiều cao 74, hoành eo nhỏ nhất á là 50, cũ nó là 61 tay em. Rồi mã số 13 em giao lưu với giá là 2.500.000, 2.500.000 em bao ship toàn quốc cô chú luôn nha, coi giấy Mỹ em bao ship toàn quốc cô chú ha. Rồi tiếp tục là mã số 14, 14 cũng là phôi giấy Mỹ heo vô. Rồi em đo cái chiều cao, chiều cao 70, đây hoành eo nhỏ nhất 47, hoành eo nhỏ nhất 47 ha, đo cái cũ ha, cũ của nó 60. Rồi mã 14 này em giao lưu với giá là 2.300.000, 2.300.000. Rồi tiếp tục là mã số 15, 15 là cây tay ha. À, rồi cành bay xuống mặt bầu là 91, hoành eo nhỏ nhất ở đây là 45 ha, đây hoành eo nhỏ nhất 45. Rồi cái hoành cũ, hoành cũ đó là 54. Mã 15 này em giao lưu với giá là 2.400.000 ha cô chú. Giá rất là dễ dê cô chú ha. Cây lớn chứ không phải nhỏ nha cô chú. Rồi. Tiếp tục là mã số 16, cũng là một cây bay ha. Cây này nhìn nó cái cũ quái nha cô chú. 16. Cành bay 90. Cây eo nhỏ nhất trên đây là nó 39. À, cây này cũ bự nha cô chú. 69 cũ. Mã 16 này em giao lưu với giá là 2.400.000, 2.400.000. À, bự. Quá duyên luôn. Quá duyên cái cây. Rồi tiếp tục là mã số 17, cũng là một cây cũ. Cây này liền lạc không lũa nha cô chú. Cây này trồng đất rất là già, không phân thuốc cho dân đâu chứ. Rồi cành bay là 88. Cái số điện thoại của em là 0971052039, cũng là số Zalo em ha. Eo nhỏ nhất là 40, eo nhỏ nhất 40. Rồi cây cũ nó 58. Rồi mã 17 em giao lưu giá là 1.900.000 heo chú, 1.900.000. Tiếp tục là mã số 18. À, cây này nhìn nó cũng khá duyên ha chú. Rồi mã 19, chiều cao là 50, heo nhỏ nhất là 50 heo chú. Xuống cái cũ, cũ nó 58. Rồi mã 18 em giao lưu với giá là 1.900.000. Lên đại đi chú chứ, lên đại đi chú chứ. 18, 18 là 20 luôn đi, lên đại đi. Lên đại cái nào cũng được nhé. 18, tại kia có số, nhìn số, tại nó hơi bị lướt hết cây rồi. Mã 18, 1.900.000 ha. Rồi tiếp tục là mã số 20.
Cô chú có chốt mà nhớ mã số em ạ. Rồi, chiều cao 85. Hoành eo nhỏ nhất ở trên đây là 50. Đây, hoành eo nhỏ, cổ nhỏ nhất. Rồi, cái cũ nó là 63. Rồi, em sang vòng luôn ha. Cái này có giọng chữ C khá duyên ha. Cái này nó quái cây nghe chú. Rồi, mã 20 này em giao lưu với giá là 2.400.000. 2.400.000 nghe chú. Đổi luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 22. Lên đây có gì con đọc số à. Rồi, mã 22. Mã 22 là cành bay 77. Keo nhỏ nhất ở đây 43 hay không vô. Cũ 53. Rồi, mã 22 này em giao lưu với giá là 1.800.000 hay không vô. Lên luôn chứ. 22.800.000 ha. 22.800.000. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là mã số 23. Cây này nhìn mấy cây này ngoài nhìn rất là lớn, không có nhỏ luôn chú. Chiều cao là 65. Đây 66 ha. Cái eo nhỏ nhất ở đây là 40. Đây, 40. Rồi, cái cũ. Cái cũ nó là 54 ha. Rồi, mã 23 này em giao lưu với giá là 1.700.000 thôi chú. 1.700.000. Rồi, tiếp tục là mã số 24. Cây này ai chơi phong cao mình chọn cây này ha cô chú. Đó. Mã 24 ha. Chiều cao mà 1m ha chú. Cái cổ nhỏ nhất ở trên đây ha là 45. Cũ ở đây 59. Mã 24 này em giao lưu với giá là 2.600.000 ha cô chú. Rồi, 2.600.000. Rồi, em đổi cây luôn ha. Tiếp tục là mã số 21 nha cô chú. Nó bị lộn số, cô chú nhìn số chốt giùm em ha. Đọc đúng mã số ha. Đọc đúng mã số giùm em ha. Rồi, mã số 21 ha. Nhẹ nhẹ lên, từ từ ra, hơi nhanh. Rồi. Cành bay xuống mặt bầu là 1m06 ha. Rồi, cái cổ em đo ở đây ha. Cổ nhỏ nhất là 43 ha cô chú. 43, cổ nhỏ nhất. Đây, hoành cũ là 54. Rồi, mã 21 này em giao lưu với giá là 2.000.000 ha. Đó, mấy lô khoa với Mỹ này em bao ship toàn quắc cho cô chú luôn ha. 21, 2.000.000. Tiếp tục là mã số 26. Đó. 26 cây trực ha. Đó, 26. Chiều cao 60. Hoành eo nhỏ nhất của nó là 44. Hoành cũ nó là 51 ha chú. Cây này chật măng luôn ha. Mã 26 này em giao lưu với giá là 2.000.000 ha cô chú. Rồi, 2.000.000. Tiếp tục là mã số 25. Đây, cây hình thú ha, phong cao ha chú. Cô chú phong cao mình chơi cái này ha chú. Mã 25 ha. Chiều cao là 1m1. Rồi, cái cổ nhỏ nhất ở đây là nó 41. Cái hoành cũ của nó là 70 hết cô chú. 70. Rồi, mã 25 này em giao lưu với giá là 2.400.000. 2.400.000. Rồi, tiếp tục là mã số 27, cũng là cây cuối clip của em ha. Cũng cây quái nhất luôn hết cô chú. Cây này nhìn rất khá quái nha. Cành bay của nó là 96. Cây hoành eo nhỏ nhất ở trên đây đi ha. Là nó 48 ha. Xuống đây 52. Đó, mã 27 này em giao lưu giá là 2.700.000. Rồi. Cây là cây cuối clip của em cô chú. Mong cô chú ủng hộ clip em á cô chú. Cảm ơn cô chú ủng hộ rất là nhiều ạ. Dạ. Số điện thoại của em là 0971 052 039. Cũng là số Zalo em ha cô chú. Rồi.